Mộc Nam Huy xin chào. Vâng thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy xin chi tiết giới thiệu đến quý vị về một bộ ghế cột 12 Minh Quốc Đào Chim. Đây là bộ ghế mà Mộc Nam Huy đang chuẩn bị chuyển đi giao cho chú 10 ở Tràng Bom. Chú đã đặt bên Mộc Nam Huy và cho tới nay thì sản phẩm đã được hoàn thiện. Vâng thì Huy sẽ chi tiết giới thiệu đến quý vị về bộ ghế này. Thì đây là bộ ghế nằm trong cái tiêu chuẩn cao của Mộc Nam Huy. Đó chính là tiêu chuẩn của các cái phần tó đào chim, Minh Quốc đào chim và các cái phần mặt ván liền nguyên khối quý vị nhá. Mặt ván liền, dày liền hoàn toàn từ đằng trước ra đằng sau, có độ dày lên tới là 2 phân. Và các cái phần tay nghe cũng tiếp tục là các cái tay nghe nguyên con và tay nghe liền quý vị nhá. Còn gọi tay nghe liền. Và các cái phần chân bàn, chân ghế, chân đôn tất cả đều là chân 12 và 6 món trên cái sản phẩm này thì hoàn toàn đều là liền hết quý vị nhé. Tay nghe liền, mặt vắn liền hết trên tất cả 6 món. Chất liệu cây rất là liền lạc, sạch sẽ trên dưới trong ngoài. Đây là sản phẩm mà chú 10 đã tới tận Mộc Nam Huy kiểm tra hàng mộc và ký tên. Cho tới ngày hôm nay thì sản phẩm hoàn thiện thì Huy sẽ đi giao cho chú. Nguyên bộ 6 món bao gồm một ghế băng dài, hai chiếc ghế đơn xếp đối diện, một chiếc bàn trung tâm có hai hộp kéo, một chiếc đôn cao có hộp kéo và một chiếc đôn thấp. Chiếc ghế băng thì được làm với cái chiều dài là 2m07, chiều cao 1m17 và chiều sâu là 62. Bàn thì Mộc Lam Huy làm với bề rộng là 60, dài 1m3. Đôn cao thì sẽ là 55 x 45 quý vị nhé. Đôn thấp thì sẽ là 45 x 45. Ghế con thì sẽ được làm với chiều rộng là 93, chiều cao 1m17 và chiều sâu là 62. Đây là kích thước phủ bì của một bộ ghế. Để xếp một bộ ghế hoàn thiện như thế này thì chúng ta sẽ hết cái diện tích bề ngang là 2m rưỡi và bề dài là 2m. Đó chính là kích thước đủ để quý vị sử dụng, trong khi đó lại còn thừa một đường đi. Tất cả các cái phần tay cột 12 ở đây thì Mộc Lam Huy đều lựa trên một cái bộ ghế này là các cái phần tay nó có cái độ bông vân rất là đẹp quý vị nhé. Bông vân đẹp và là tay liền, đặc nguyên khối, không tâm, không giật trên tất cả 6 món, 6 cái cột. Đây là cái cột đầu tiên. Cái cột thứ hai cũng vậy quý vị nhé. Cái cột thứ hai trên chiếc ghế băng này cũng vậy. Và 4 cái cột ở phía bên đây cũng vậy. Và hôm nay thì Huy sẽ chuyển các sản phẩm này lên và đi giao cho chú 10 luôn quý vị nhé. Đó thì tranh thủ cái lúc mà anh em phơi hàng ra thì sẽ quay lại cái clip ngắn này để quý vị cùng tham khảo. Những cái tiêu chuẩn rất là cao, bàn ghế đôn điếc vân veo ạ, Mộc Lam Huy lựa chọn rất là kỹ, vân mặt bàn, mặt ghế, mặt băng, mặt đôn. Và giá của sản phẩm này là 40 triệu nhá quý vị nhé. Tặng kèm luôn một tấm kính mặt bàn dày 8 ly. Đó. Và có một cái tiêu chuẩn rất là cao tại Mộc Lam Huy mà quý vị nên để ý, đó chính là các cái phần chân đôn. Ở đây thì chân đôn Mộc Lam Huy làm là chân đôn 12. Nó sẽ có cái chân to bằng với chân bàn và chân ghế, chân băng. Có nghĩa là tất cả 6 món, 6 cái chân, 6 cái dàn chân đấy, là đều là bằng nhau hết quý vị nhá. Vâng, trên chất liệu gỗ gõ đỏ 100% thì quý vị thấy là cái sản phẩm nó rất là đẹp, rất là liền lạc, sạch sẽ. Và hôm nay thì anh em sẽ chuyển lên xe, bọc mút cẩn thận, gọn gàng và giao đến cho chú 10. Quý vị có nhu cầu đặt hàng giống như chú thì có thể liên hệ trực tiếp với Mộc Lam Huy tới tận xưởng để kiểm tra hàng mộc trước, ký tên lại, sau đó thì Mộc Lam Huy mới sơn và bàn giao cho quý vị, giúp cho quý vị yên tâm hơn và cẩn thận hơn khi đi mua hàng. Có nghĩa là quý vị được kiểm tra gỗ trước 100%, đó, tránh tình huống các sản phẩm nó có pha tạp thì quý vị sẽ không thể biết được. Thì không may một bộ ghế mấy chục triệu của quý vị tự nhiên nó lại mất giá trị đi rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chú 10 đã ủng hộ Mộc Lam Huy và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video này. Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.